Duy Nguyễn ăn tô phở với hai chén tái, lộn một chén tái thôi, ăn không hết nổi bạn ơi, nhiều quá. Nên mình ăn một cái tô phở đó mình cảm thấy nó có một cái ý nghĩa gì đó, nó có một cái ý nghĩa gì đó, nó rất là thiêng liêng mà mình không diễn tả thành lời được. Cái đó thật sự hôm qua Duy gắp muỗng đầu tiên là Duy ngẹn đó, ngẹn ngào. Thứ nhất đó là mình quý, mình qua những cái nước nào đó không biết mà mình gặp người Việt Nam mình là tự nhiên mình quý à. Du lịch tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Tới khu Việt Nam ăn ủng hộ mấy em. Đúng không? Dân tộc là một mà đúng không? Qua đây phải ủng hộ không? Dễ thương lắm, phở dễ thương lắm em. Xe thì bạc ngàn luôn. Nó. Đây lái xe lụa lắm em. Vô con chiếc được kìa. Rồi xin chào các bạn đến với chương trình vlog du lịch của anh Duy Nguyễn nha. Qua tới cái xứ này rồi các bạn mà không ăn phở là uổng cuộc đời. Mà tại sao Duy Nguyễn phải nói câu này? Tại vì á, các bạn phải biết á, phở là gì? Là món ăn đặc sản của người Việt. Phở là một cái gì đó rất Việt Nam. Mà thậm chí cái chữ phở nó không dịch luôn. Đây, phơ. Phơ. Nà. Làm biết cái món phở này nó quan trọng cực kỳ. Nghe. Thì cũng rất là may mắn. Duy đã trải nghiệm những cái tô phở bên này. Và khi mà ăn những cái tô phở bên này, nó như có những cái cảm xúc rất là đặc biệt và thiêng liêng. Tại vì các bạn, chúng ta được ăn một cái món của quê hương, nó nằm trên nơi đất khách. Cái đó là cái hay đó mấy em. Bởi vậy á, khi mà các em đi nước ngoài á, tụi em nhìn thấy những cái quán mà nó đề chữ Vietnamese, đó những cái quán dành cho người Việt hay là Vietnamese food, đó là những cái đó là các em nên ghé vào. Đó, ghé vào chúng ta trải nghiệm. Chúng ta trải nghiệm là chúng ta so sánh này nọ kia. Ai coi phở bên này với phở Việt Nam, phở nào ngon hơn. Tất nhiên cái chữ ngon thì không có so sánh được. Một thằng thích ăn bánh phở, một thằng thích ăn hủ tiếu, một thằng thích ăn dai, một thằng thích ăn mềm. Một thằng thích nước béo, một thằng thích lim. Đó, như anh Duy thích lim. Yes. Đúng không? Mà bên đây nó không có lim, nên hôm qua ăn tô phở bình thường luôn. Vậy thì cái ấn tượng đầu tiên á về cái tô phở bên này là cái gì các bạn? Phở khổng lồ. Oh, phở khổng lồ mà em bưng cái tô quá trời. Má nhìn bự chà bá luôn. Xong rồi. Ủa mà nhớ khổng lồ, phở khổng lồ nghe quen. À, phở khổng lồ có một cái chỗ ở Việt Nam mình cũng có phở khổng lồ. Hình như là tầng 66 hay 6 mấy gì á ở Landmark á. Tô phở đó anh Duy cũng ăn rồi 9-60 ngàn. Trời ơi, nó mắc bỏ sừ luôn. Duy đánh giá mà, Duy nói tô phở đó là phở mắc. Phở đó thật sự là chẳng qua là mày ăn mày ngồi cho cao thì giá tiền đó thôi. Chứ tô phở đó là một ăn không bao giờ trở lại mà. Không bao giờ trở lại. Nó không có gì đặc biệt hết á. Nó cũng được cái bự thôi. Nó còn cái bự nhưng mà đồ ăn nó cũng chưa chắc nhiều. Nói chung thôi không nói nữa. Bây giờ mình nói về phở bên này, tập trung về phở bên này. Nói Duy ăn, Duy có chụp hình, Duy quay phim. Thì các bạn theo dõi những thước phim, những cái hình đó đó. Để chúng ta cảm nhận cái tô phở rồi sao? Tôi ăn không có hết đâu bà. Trời đất ơi, kêu tô phở chơi thêm chén tái nữa. Mà bên đây nó bán bò Mỹ không à. Mà được cái bò Mỹ chỗ này thích. Bò Mỹ chỗ này nó không có mỡ. Bò Mỹ chỗ này nó lean mấy bạn. Bò Mỹ cũng được. Đó là cái bộ phận này tương đối là không có mỡ. Vậy thì hôm qua đó Duy Nguyễn ăn tô phở với hai chén tái, lộn một chén tái thôi. Ăn không hết nổi bạn ơi. Nhiều quá. Chỉ ăn thịt thôi à. Còn phở gấp vài đũa. Vậy thì hỏi phở ngon không? Ngon sống ngon. Trời đất, vô cái quán nó đông nùm nượp ông nội. Duy nghĩ, trời má, phở này ở Việt Nam vậy, ai là hút bạc vậy? Đi ăn phở Việt Nam chưa thấy quán phở nào đông vậy. Tức là những quán tôi đi thôi nha. Vậy thì bây giờ bạn so sánh phở Việt với phở Việt Nam. Có nhiều so đó. Nè, so vậy nè. Tao ăn phở ở Việt Nam có 1 đô mà. Tao ăn phở bên Mỹ 11 đô. Vậy xin ra tao phở bên Mỹ mắc 11 mắc hơn 11 lần tao phở Việt Nam. Tầm 7 so chán trời chết chết. Đó bây giờ tại Duy Nguyễn soi cho nó khách quan nha, soi cho công bằng. Vậy thì á, cái tô phở của Duy ăn á,
Tôi coi nhiêu ta. Không ăn với đứa fan nữa. Mày chở mình đi ăn chứ. Mà tổng cộng tổng thiệt hại là 25 đô. Tổng thiệt hại là 25 đồng, chưa tiếp. Tiếp 5 đồng à. Vậy thì giờ mình cứ cộng tiếp luôn đi. Cứ coi là 30 đô đi. Đúng không? Nếu mà 30 đô mà hai tô chà bá với chén tái nữa thì với cái số tiền đó đó đi vô Lên Mạc ăn đủ. Hồi kỳ á Duy cũng đi Lên Mạc á, Duy cũng ăn hai tô, không phải ăn hai tô mà đi hai người thì mỗi người ăn một tô, tổng thiệt hại 2 triệu mấy, 2 triệu mấy á. Còn ở đây á thì tổng thiệt hại là 30 đô, 30 đô coi như là 600 mấy, 700 ngàn. Ở đó vậy thì về cái số tiền đó, ở Việt Nam thì phở nó nhiều giá, còn á thì theo kinh nghiệm á mà những người ở đây người ta kể đó thì phở bên Mỹ này thì thường thường nó giá nó cũng dao động một chút đỉnh thôi à, chứ nó không có chỗ nào bán tô phở 3.000 đô hay là 50 đô gì đó thì nó chưa thấy đó. Vậy thì cái tô phở ở bên này đó mình gấp lên từng muỗng mình ăn mình ngậm ngùi đúng không? Khoan quảng cáo tô phở, mình quảng cáo về không gian môi trường của quán. Mình mở vô một cái thấy toàn Việt Nam không hả? Từng chủ tới bưng Việt Nam hết. Nhưng mà hình như mấy em này là vui du học sinh đó, nhìn kém ăn à. Vô nói tiếng Việt nghe thấy thương lắm trời. Vô nói tiếng Việt nghe thấy cưng lắm. Vô quán á, thí dụ như tùy nha. Gặp khách nước ngoài á thì người ta nói tiếng Anh, mà gặp khách Việt Nam á thì người ta nói tiếng Việt. Vô quán người bưng phở cũng là Việt Nam, mà người làm phở cũng là Việt Nam, mà người tính tiền cũng là Việt Nam. Vô cảm giác như một cái Việt Nam thu nhỏ vậy đó mà. Vô cảm giác Việt Nam thu nhỏ vậy đó. Nên mình ăn một cái tô phở đó, mình cảm thấy nó có một cái ý nghĩa gì đó. Nó có một cái ý nghĩa gì đó, nó rất là thiêng liêng. Mà mình không diễn tả thành lời được. Cái đó thật sự hôm qua Duy gấp muỗng đầu tiên là Duy ngẹn lắm. Ngẹn ngào, thứ nhất đó là mình quý. Mình qua những cái nước nào đó không biết, mà mình gặp người Việt Nam mình là tự nhiên mình quý à. Mình quý, mình thích. Mà thích ủng hộ, mình thích trải nghiệm những dịch vụ của họ đó. Thì đó là cái cảm giác mà phở Việt Nam ăn có. Tại sao? Tại chẳng qua phở Việt Nam ăn thường quá thì nó không có thôi. Chứ còn ví dụ như đi bên này chừng 41 cũng 2 năm gì đó, xong rồi quay lại Việt Nam ăn cái bảo đảm chắc khóc luôn. Đó là cái gì bạn? Cảm giác. Cái cảm giác của quê hương, cái cảm giác của đồng hương, cái cảm giác của Việt Nam. Mới dùng chữ gì diễn tả cảm giác rất Việt Nam. Nó và cái môi trường quán các bạn nó yên ổn. Nói chung nó khác nhiều lắm. Bởi vì tôi nói thì tôi ghét nhất ở Việt Nam mà có tập ồn ào. Nhiều khi Duy nói vậy các bạn nói ừ nên người ta nói nhiều cho nó vui. Không vui đâu các bạn. Nó ồn ức chế lắm. Ở Việt Nam vậy mà đi thang máy rộn ràng rộn ràng rộn ràng. Vô tô phở, vô tiệm phở. Trời đất ơi xì xào. Thôi lưa hộp dưa luôn. Có những cái gia đình á dẫn con đi ăn phở. Thằng con nó đòi ăn này ăn kia, xong rồi gấp cái này kia không chịu, đổ cái này nọ. Trời đất, nó đòi cái nhũng nhiễu cha mẹ, nó khóc, nó la. Rồi ba mẹ quát, rồi ông chồng điên, nó đập con tại chỗ. Nó khác, nó rất khác mẹ. Còn vô trong môi trường này nó im phăng phắc rồi. Mạnh ai thì nấy ăn. Ta nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, hai người đủ nghe nhau thôi. Các bạn bên kia giống người ta được nghe thôi, nó hơi bị khó đó. Thì đó vậy, nói về cái môi trường. Vậy thì họ có sạch hay không? Rất sạch. Rất sạch. Đi kiểm tra tới toilet luôn mà. Nhưng mà nói chung toilet là bằng THOL đâu bạn. Nếu mà nói bằng THOL đó là nhận tiền mà bị wheel nha, có đó không chơi. Cái toilet thì cũng bình thường. Nói chung là không sạch. Sạch thì không sạch, dơ thì không dơ. Nói chung ông cái ngưỡng cửa chấp nhận được một cái tiệm phở. Còn bữa nào đi tiệm nail coi, khá hơn không? Mà tiệm nail Duy nghĩ chắc phải khá hơn. Tiệm nail Duy nghĩ phải khá hơn. Tại vì cái môi trường của nail khách nó giàu hơn. Khách giàu hơn thì cái service nó phải ok hơn. Rồi quay lại về vấn đề về giá, đúng không? Các bạn so sánh á, thí dụ bạn so sánh phở bên này với phở Việt Nam á, thì bạn đồng ý, nói gì thì nói, thì phở bên này vẫn đắt hơn. Tại vì sao? Tại vì cái đời sống của Mỹ nó cao hơn, thì phở nó phải đắt hơn, dịch vụ nó mới sống được. Chứ bây giờ phở bên này nó bán bằng giá phở Việt Nam thôi. Người ta bỏ đi, không con nào, không có ai mà thèm đi bưng phở luôn. Cũng chả ai thèm mở tiệm phở luôn. Nó nói thiệt. Vậy thì á, bây giờ ví dụ như cái quán phở hôm qua của Duy đi. Nếu mà muốn so sánh thì bạn phải so sánh cỡ như phở Lệ. Cỡ như phở Lệ nha. Còn phở Hùng thì cũng không có cỡ. Mà thật sự phở Hùng thì nhìn nó làm cái tô chán quá. Cái tô phở của Duy ăn hôm qua chắc cũng bèo nhất phải bằng 4-5 tô phở kia.
Tôi ví dụ như tại sao so với Phở Lệ không phải là nhận tiền của Lệ làm video, mà tại vì á xét về cái location nó tương đương, mà nó xem Phở Lệ nằm trên đường Nguyễn Trãi đúng không các bạn, Nguyễn Trãi thì Phở này hiểu nằm một cái vị trí, thì xét về cái vị trí đó nó cũng phải tương đương, nó xem một cách phải xét về cách dịch vụ và cái độ sạch của đồ ăn đó, đó thì nó mới tương đương được. Chứ còn ví dụ như bạn so tô phở bên này với bạn so tô phở ở đâu đẩu gì đó 20.000 tô là không có bàn được, bạn không có so kiểu đó được, nó thật sự luôn á. Tô phở 20.000 tô thì không so, cho dù bạn ở chỗ nào Việt Nam cũng vậy thôi đó. Nên Duy á thì cố gắng là chia sẻ cho bạn nó khách quan, không phải nội dung chính video này là video so, nhưng mà nội dung chính á là Duy chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc mà khi chúng ta ăn một tô phở trên xứ người. Cái cảm xúc này á nó không diễn tả được bằng lời, mà nó chỉ là cảm nhận từ trái tim mà thôi. Mà tô phở nó quá bự đi các bạn, đồ ăn nó quá nhiều, thịt nó quá nhiều, tôi ăn còn nổi đâu bạn hiểu rồi đó, đúng không? Vậy thì với cái giá đó có gì đâu mắc, không có thấy mắc cái chỗ nào cả. Tô phở có 11-12 đồng, tô phở có 11-12 đồng thì không thể nào gọi là mắc, đúng không? Mà thêm một chén tái nó bự, trời đất ơi, bạn có hình đó thì bạn biết rồi đó. Đó. Nên phở ở bên Mỹ này bán cũng nhiều lắm mà, nhất là những bang là người Việt ở thì phở người ta bán rất là nhiều, và ăn phở rất là quê hương. Ăn phở rất là quê hương các bạn. Chứ cuộc sống mà đi qua nước người ta ăn toàn ăn lươn hoặc dưa hết. Ăn bít tết, ăn hải sản, ăn cái gì? KFC. Ăn KFC thấy bà. Nhưng mà khi mình chạm tới tô phở, một cái đó rất Việt Nam. Rất Việt Nam mà làm cũng đầy đủ lắm bạn, không thiếu gì hết á. Cũng có tương đen, cũng có tương đỏ, cũng có chanh đó, cũng có hành giấm. Rồi không, cũng có rau giá trụng. Cộng giá nó cũng tròn tròn thấy cưng lắm. Không biết có bỏ thuốc hay không thì không biết nha, nhưng mà thôi ăn thì phải tin ta ba ơi. Ba đi ăn tối ngày ba sợ thuốc không à. Ở cái xứ Mỹ này không ẩu được đâu mà. Ở cái xứ Mỹ này á, thật sự á bạn, nếu bạn nghi ngờ thì bạn khỏi có sống đi. Tại vì cái xứ này là cái FDA á, nó quản lý nó gắt như quỷ vậy đó. Không phải giỡn đâu, mấy cái tiệm kinh doanh mà không xong là kể như nó vô, nó kiểm tra cái, nó phạt cái là lên đường. Thậm chí khách hàng kiện một cái thôi cũng chết. Nên nói về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở cái xứ này thì nó ở một cái tiêu chuẩn rất là cao, đúng không? Mình trên cái cuộc đời này thì không có gì gọi là tuyệt đối. Nhưng mà Duy nói là ở cái xứ này thì những cái tiêu chuẩn về an toàn sinh thực phẩm nó rất là cao. Ví dụ như bạn kiếm cộng hành á, ví dụ như cái gì bạn kiếm cái gì rau đi mà nó còn dính đất từ lưa hoặc dưa thì chắc cũng hơi khó. Hôm qua cũng chịu khó xôi đó, mà nó tật xá mình xấu thì sao cho vui thôi, chứ còn cứ nghĩ là không bao giờ có đâu. Cộng giá cũng tròn, rau cũng tròn, bánh phở cũng nhiều đó. Thịt đó thì thịt bò hôm qua là tương đối nó ngon, Duy chỉ sợ là tao bỏ thịt bò dễ dở vô ăn thôi, này nọ kia thì nó không được ngon lành cho lắm. Nhưng mà riêng tô phở này thì rất, tức là nó lộn cái location thôi, nó chết tôi rồi, phải tôi giấu. Mày bày tiếp cho đó nha, mày bày về dựng tiếp cho nó lại cho anh đó. lộn rồi. Ở cái tô phở này thì nó có nhiều cái thứ cảm xúc mà nó mang lại cho người ăn đó. Mà chỉ biết là tất cả hầu như là mọi người ta đã đi Mỹ, người Việt Nam mà đi qua Mỹ họ đều ghé ăn tô phở được hết, và Duy cũng không ngoại lệ, cố gắng đến chỗ đó ăn tô phở, chụp tấm hình check in làm kỷ niệm ta đã từng đặt chân tới nơi đây. Rồi còn vấn đề thanh toán thì ở xứ Mỹ này hầu như là thẻ nhiều mà ít tiền mặt lắm. Thanh toán á thì cái chỗ đó nó hơi lạ vậy, thường á là Duy thanh toán á là Duy sẽ phí phục vụ nó tự bắt ra khỏi nhặt trực tiếp thôi. Xong rồi mình mới nhắn chữ check out, rồi thằng kia nó mới quẹt mình. Còn chỗ này ngộ nha, tự nhiên thanh toán xong hết họ đưa giấy kêu check, nó kêu tiếp. Nó kêu tiếp thì không phải là nó kêu tiếp mà là người ta ghi là có tiếp hay không. Đó, thì mình ghi vô thôi, tiếp lại 5 đô đi. Thì tiếp 5 đồng. Tiếp 5 đồng như vậy đó thì mình ghi vô số 5 luôn, 5. Đó, xong rồi ký tên vô. Rồi người ta tiếp tục trừ trong cái thẻ mà tín dụng của mình lần nữa. Vậy thì có người ta khuyên Duy á, nó là cái chỗ này nè, Duy phải cẩn thận. Nó là Duy phải ghi vô rõ ràng, Duy không có nói miệng nha. Tại sao? Tại vì nếu mà chỗ này á mà Duy nói miệng á
lỡ gặp mà mấy cái chỗ khác người ta làm ăn gian dối đó thì vì nó 5 đồng nó lấy 50 đồng là mình không có chứng cứ để mình kiện, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình phải ghi vô vậy nè, để người ta chặt đúng cái số tiền ghi thôi. Nếu mà lỡ người ta chặt sai một cái thì mình kêu người ta đưa bill ra, có chữ ký của tôi không tôi chịu, còn không á thì kiện. Chứ ở bên này kiện tính tiền mà bạn, nên cái gì cũng phải kiện hết á. Nên có những người tối ngày đi thăm kiện người ta không à, kiện riết trả giống lại luôn, nó khổ vậy. Trà gừng nha mấy bạn. Sáng về uống phải có cái này, nó mới thông cổ, nó mới nói nhiều được. Chứ bên đây nó lạnh lắm mà, nó lạnh nó làm cho người ta dễ ách xì. Nó về nó dễ làm cho người ta ách xì và nó dễ làm cho lao họng. Mà bên đây nó lạnh mà khi nó lạnh á, mà mình thấy được người ta đi ăn nhiều như vậy, mình cũng mừng rồi. Chứ còn hả, ở Việt Nam mình lạnh nó ấm không, nó lùi ra đường cực kỳ. Nên bởi vậy á, chứ thấy là bên này á, người Việt Nam ta làm rất là nhiều cái nghề khác nhau. Trong đó cái nghề mà hàng ăn đó, cái nghề buôn bán á, cũng rất là đông. Rất là đông. Mà khi mà các bạn qua bên xứ này, các bạn không có sợ là đồ ăn ăn cũng được, đúng không? Tại bạn không được bằng lũi vô khu châu Á bằng ăn, bằng lũi vô khu Việt Nam bằng ăn, là đồ ăn bạn sẽ được. Còn nếu bạn nào ăn được đồ Mỹ thì cứ ăn đồ Mỹ. Ghi thì ăn hết, ăn tạp các bạn. Chúc đi ăn KFC. Chúc đi ăn KFC chắc luôn. Qua bên này mà chưa ăn KFC nó sai. Tại vì qua bên này á là cái đặc sản bên này là cái gì? Nó là bánh mì kẹp thịt, bánh mì KFC rồi burger king rồi đó, nó mấy cái đó. Đó chúng ta phải ăn cái đó để chúng ta trải nghiệm. Mà ngày hôm nay công việc cũng rất là nhiều. Thì mai mốt á có dịp đi đâu đó những cái tiệm phở khác thì Duy sẽ review chia sẻ tiếp. Còn ngày hôm nay nói tóm lại thì Duy gọi là giới thiệu các bạn đến những tiệm phở của Việt Nam ăn. Tại vì thứ nhất nó không có mắc, và thứ hai nó rất là ngon, và thứ ba nó là tình nghĩa. Đó là những cái yếu tố, những cái do mà Duy muốn thông qua một video để làm cho cái chữ phở nó thêm nổi tiếng, để làm cho cái chữ phở nó thêm mạnh mẽ. Dù là phở Việt Nam hay là phở hải ngoại đều là phở của quê hương. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.